Mạnh Thường Quân là cô Mỹ Ly ở bên Mỹ. Chị cảm ơn cô Mỹ Liên Ờ, ơi. gửi qua một cái số tiền. Dạ, cảm ơn cô nhiều cô ơi. Nè cô, đây là cái phiếu mà đi mua tạp hóa hồi nãy, là mua Dạ dạ. cái phiếu mỹ phẩm. Dạ. Còn đây là cái phiếu mà con cộng tiền lại nè. Đó, 19.000 được chưa? Sao lấy giấy vàng nữa kìa luôn. Cái vàng là nó chín quá rồi. Chín quá à? Quá nhưng mà nói em nghe là cái này là nó nứt còn mới chín vàng, mới chín thấy rồi đó. Bị thuốc đâu để anh phui cho cái nhỏ. Nướng thử gì đâu đó, cứ cứ ăn thôi. Đây trái ngon phải không? Ngon ngon. Ok. Em từ thiện hả? Để 45.000 thôi. Anh để 45.000 thôi. Chứ anh sống đàng hoàng cũng thôi. Có 90 tuổi gì ra mà nó chảy ra nó mù đi bán vé số á, rồi nó thèm luôn vậy đó. Anh thấy đi ngang bán. Anh để 45.000 thôi, anh không để gì ấy đâu. Chín ngon rồi đó. Về là tao muốn ăn liền rồi. Ngày hôm nay là mấy anh em đi trên đường để đến nhà của ông lão mùng và cùng đứa bé để bán vé số, thì ngày hôm nay là đi mua sầu riêng. Ở đây gặp nguyên cái xe sầu riêng luôn của mấy anh bán, thì cũng bớt cho anh em để mua cho bé gái cả nhà. Cả nhà, ngày hôm nay thì lại tiếp tục gặp hai cha con thì cũng đang bán vé số ngoài đường luôn. Quay qua đây nè chú. Bữa nay là mình đi bán vé số, bữa nay còn nhiều hả chú? Còn nhiều, còn 128 tờ. À,
Rồi hổm gầy sức khỏe sao ơi chú? Sức khỏe cũng ổn, cũng bình thường. Cũng bình thường hả? Có mắc mưa mắc gì không? Mắc mưa thì là giá thủ rồi. Hổm gầy mưa nhiều không chú? Mưa bão mà. Thì sao? Con tên gì chú quên rồi? Anh. À, bé Ý, 11 tuổi. Thì sao rồi, con hổm gầy mưa nhiều không? Dạ hổm gầy mưa, rửa lắng mưa luôn chú. Giờ mưa con núp ở đâu? Mưa. Có đem áo mưa đâu không? Dạ. Trong bị hả chú? Đúng rồi. Mưa là ngồi chịu giận luôn. Rồi, chứ ở đây có chỗ đâu đụng. Thủ mấy cái đâu móc ra cho con coi coi. Bữa nay thì con cũng báo cho hai cha con cái tin vui là cũng như là có mạnh thường quân giúp rồi cũng bây giờ là để dẫn hai cha con đi mua đồ cũng như là mạnh thường quân muốn mua những cái thiết yếu trong gia đình đó, bột ngọt nước mắm rồi đó, rồi gạo mì với lại con là đợt hổm là con thích cái gì chú qua này. Con thích sầu riêng với cô biển. Sầu riêng với cô biển. Con thèm ăn hai món đó ha. Hồi nãy đây nè, con để ý trên xe của chú nè, thấy không? Là chú đi dọc đường á, chú sợ ở đây không có sầu riêng. Chú đi ở đây hiếm. Chú đi dài đường á, chú thấy là nguyên cái xe sầu riêng nhiều lắm. Chín nữa. Chú mua cho con mấy trái đó. Lọc nón ra cho chú coi coi. Cái này giăng nắng đen quá trời đen luôn. Rồi bây giờ là đi theo chú mua đồ ha. Cái chợ ở đâu? Gần ở đây không? Chợ ở đây đó. Chợ trên đây hả? Có điện xe ôm được không chú? Điện xe ôm đi. Được, con chở hai cho con đi mua đồ luôn. Qua đây đi mua cua với chú ha. Giúp cho con bé nó đòi nó thèm ăn cua biển tại sầu riêng với lại mình muốn mua thêm là mấy cái thiết yếu đồ dùng trong gia đình đó. Bữa nay em chở hai cho con
bây giờ là kêu xe ôm lại chở hai cho con đi ra ngoài chợ, cách đây cũng khoảng cây mấy số đúng không chú? Cây mấy số là ra chợ để mình đi mua đồ cho chú, xong rồi về nhà để cho hai cha con làm đồ ăn luôn. Bữa nay là cô có nhà không chú? Có. Cô có nhà ha. Vậy là cô chở cho chú hả? Hay là xe ôm? Xe ôm á. Đi xe ôm. Con điện xe ôm gọi đúng không? Chú xe ôm lại chở hai cha con đi cùng với chú. Thấy được xe không? Mua đồ quá trời luôn. Bơ, người sầu riêng. Còn nữa. Chưa có hết đâu. Cái này bán lên xe của chú đi. Cả nhà trong khi mà đợi chờ đợi xe ôm lại để đưa hai cha con đi đến chợ, giờ ngồi ở đây để đợi xe ôm hả chú? Như vậy là chú bữa nào chú cũng ra ngoài này chú bán vé số hả? Đúng rồi. Cái đoạn đường này thôi, rồi có đi đoạn đường nào khác nữa không? Không cậu. Không, dắt chiều mưa không có bán, dắt sáng 4 giờ đi luôn à. Dạ. Ngày hôm nay chú nghe mà có Mạnh Thường Quân giúp á, chú vui không? Mừng, rất dạ, mừng. Chút xíu con cũng mua gạo rồi trở về luôn. Rồi, rất mừng. Với lại mua một ít thịt rồi đó, về nhà mình nấu nướng luôn ha. Rồi, rất mừng. Bữa nay nấu cho chú ăn ha. Dạ. Dạ. Rất mừng. Chú rồi thường xuyên mà mình đứng như vậy đó, rồi chú có bệnh gì không? Có khi thì cũng mắc mơ, cũng bị cậu. Bị mà đều mua thuốc uống. Có khi mình cảm rồi ha, rồi mình mua thuốc uống. Hai cha con thương nhau cả nhà. Nhìn hình ảnh mà rất là tội luôn. Chú thì bị khuyết tật mù từ nhỏ, nhưng mà nhiều cái kẻ xấu đến cũng như là lợi dụng mua vé số rồi nhiều lần giật chú. Chú mắc nợ như vậy đó, cho nên là khi mà đăng tải lên đó thì ông bà cô chú thương như là giúp cho chú một phần nào đó phụ thêm. Chứ bé thì nói chung là con của chú thì còn rất là nhỏ luôn, mà chú thì không thấy đường nữa, cho nên cái cuộc sống rất là khó khăn luôn. Thì bây giờ tôi cũng không có biết nấu gì hơn cho tôi gửi lời thăm các chú với cậu. Cho tôi gửi lời cảm ơn nhiều. Dạ. Chú xe ôm tới hả? Đâu? Để chú đó đó. Chú quay qua đây này đi ra chợ chú. Ra chợ. Dạ anh chở ra chợ chút xíu ha. Dạ. Mình gói ra, mình đi đến hôm sau.
Ăn mì gì? Mì gấu đỏ à? Cả nhà nãy giờ thì gặp ông chủ mua những cái thiết yếu trong gia đình xài á. Bây giờ là con thích bánh gì con lựa đi, hồi chú tính tiền luôn. Biết không? Cái này hả con? Lấy đó xuống cho nó thì... Chú thường ngày là chú dùng cái gì nhiều á chú, ở trong bếp á? Nước mắm bột ngọt. Rồi còn cái gì nữa không? Không còn gì đâu ta cậu ơi. Ba dầu ăn. Dầu ăn có rồi. Có đồ chiên rồi được rồi. Dạ. Có dùng ba tới đứng đó. À vậy là thường là bà xã đi mua đồ. Dạ. Thích bánh gì nữa lấy đi con, lấy vô trong này cho chú tính tiền. Quá trời đồ luôn, quá trời đồ luôn cả nhà. Mấy cái này cái gì vậy trời? Con có ăn xúc xích được không? Vô trong đó lấy hả? Con ăn mà sướng không? À, okay. Lấy thêm lạc xưởng ha. Nè con. Con bỏ lấy đằng này đi con, rồi ngoài lấy cái bọc thịnh cho cái. Thích uống nước ngọt không? Thích uống nước ngọt nào? Con thích rồi cứ lấy chú mua. Lấy đại nguyên lốc luôn đi. Uống cái gì? Citin hay là gì? Hay là C2? Bao nhiêu muỗng chưa? Chai bự ha. Rồi lấy hai chai luôn. Lấy cái chai đi, cái loại đi đúng. Coca đó con, phải ốp. Con thích uống cái nào? Hai cái luôn ha. Lấy hai chai luôn đây. Rồi đem lên chỗ quầy cho người ta đi. Quá, xin lỗi. Lần đầu vô đây hay sao mà nhìn ngơ ngác vậy? Hả? Lần đầu hả? Thích ăn bánh nào nữa? Dạ, hình như là chồng có bánh nữa kìa. 30 ngàn. Có hai cây cha này, có hai tao. Đây đây có em đây con. Đây vô trong coi coi bánh à. Bánh trong này nè con. Bên này chú có dẫn cho con đi mua là quá trời luôn. Thích cái gì mua nấy. Cái này cái gì đây? Ngập nón ra đi cho nó mát. Để chú cầm cho. Kẹo kìa. Ui kẹo ngon nè. Thấy không? Nè, có biết chữ không? Kẹo dừa. Lấy bịch này đi con. Em thường thường em thích ăn cái gì? Ăn xúc xích không? Nó nguyên cà luôn kìa. Hả? Mua đi, có nguyên ca, có cái ca luôn. Lấy đi con. Rồi. À. Vô ngơ ngác là không biết lấy cái gì luôn. Để lên bàn cho chú tính. Đi lên về đồ lên. Đi tô này cái bắt đầu mua tô kia nói đuôi nha. Cái này cái gì đây ta? Cá mồi. Ồ cá mồi gì luôn hả? Cá mồi 28 ngàn hộp, cái đó là ngon, cá thái. Có cái nè lấy cái này luôn. Rồi anh trai tính cho em thử sơ sơ cái bao nhiêu rồi anh?
Rồi ghi tính thử giùm em ha. Ghi số tiền thôi ha. Dạ. Coi thiếu đủ nhiều em mua thêm. Một ca xúc xích phải không? Một kẹo dừa. Dạ. Hai hộp cá mồi. Một ký đường. Có mua đồ chơi gì không? Lớn rồi đâu có chơi nữa. Đi bán giấy số riết mà đang thui lùi vậy đó. Rồi có lấy một chục cá mồi kia luôn phải không? Có lấy. Nè mì ly nè con gái. Nè con thích ăn mì nào con lựa mấy hộp đi. Thích ăn cái loại nào? Sao bên này làm gì hiền vậy? Không nói chuyện như vậy? Lạ hả chú? Vô đây lạ ha. Rồi. Vậy lấy cái hộp đi. Cái này là cháo của đại hộp. Cháo, cháo, cháo. Đại một hộp. Vui rồi luôn. Lấy ba hộp đi con. Vô cho chú tính tiền luôn. Rồi cái phần này là 528.000 rồi đó. Dạ. Rồi Nhi lấy thêm ít món nữa đi. Ông chủ tính 500 mấy. Còn thích gì nữa mua tiếp đi. Hết đi con. Bà chủ bao sòng đó. À, mà anh kêu lấy cái gì lấy ra đi con. Cho chú màng thử cái này, cái xúc xích này mình cũng không biết luôn. Sao con gái không ăn đi? Con ăn thử coi. Được không chú, em chú? Được. Ngon ha. Thích của chú tội nghiệp cả nhà. Nói chung là bé với chú cái cuộc sống mà đó giờ đi bán vé số là thiếu thốn đủ thứ hết. Giờ là phải đi mua đồ cho chú, cũng như là chú cần cái gì mình mua đấy. Trong cái dây trong cái lúc này thì Mạnh Thường Quân quan tâm và giúp đỡ. Nè bánh mì nè, mua thêm bánh mì đi. Bánh mì này ngon lắm nè. Ủa, bánh mì sữa nè con. Cái này mua về hồi cho em. Ui cái này ngon nè. Cầm mềm xẹo luôn nè. Mua đại về đi. Cái này chú có không chưa có ăn thử chưa biết luôn. Cái này hình này bữa hổm có khi cho con ăn thử. Thêm nữa. Do vậy là tổng cộng bao nhiêu cây chú xích? 10 cây. Rồi 10 cây là 50 nghìn. Tại tôi nào giờ chưa mua tới giá 750 mấy ngàn. Dạ, bữa nay là tính 750 mấy ngàn. Nói chung là mua nhiều lắm rồi đem về rồi mình sử dụng từ từ chứ không phải là một lần một. Khách nổi không con gái? Mới vừa tính tiền xong đó cả nhà. 753 ngàn. Hai chồng tập quá này đi mua rất là nhiều đồ luôn, sách không nổi luôn. Rồi đi chú ơi, rồi, thấy đường đi. Ê, đây đây con dắt chú. Đây chú xách cho. Trời đất ơi. Nó xách cộng cành vậy đó. Thôi.
chứ 20 đi cho dễ tính. Ừ. Phiếu mà thanh toán tiền tất cả mua đồ ngày hôm nay á, để mình cộng lại coi bao nhiêu tiền nữa. Dạ. Cộng toàn bộ số tiền mà mình đi mua đồ này kia nọ nè, với trả tiền của anh theo ông luôn. Giờ cộng lại ha. Dạ cả nhà, thì nãy giờ là cùng với bé Ý với lại chú ở đây đi ra chợ để mua những cái phần quà, những cái tình thương của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình đó. Dạ. Ngày hôm nay mưa dữ lắm hay gì cô, mà con thấy xung quanh ướt hết đi cô. Mưa dữ lắm chú ơi. Dạ. Không có làm gì được hết trơn đó chú ơi. Bữa nay là con đến bất ngờ cùng với chú với bé đi mua. Cô cũng không hay á. Dạ. Cô thấy đồ đạc hay nhiều vậy cô mừng không cô? Dạ mừng lắm chú ơi, với Quân cho vậy là mừng, rất mừng dữ lắm. Dạ. Mấy chú mấy cô mà cho vậy là quá trời là mừng dữ lắm luôn. Dạ. Mình không còn gì mà nói nữa chứ. Qua đứng đằng qua đó. À, thật sự là mừng dữ lắm. Sau khi mà con đăng tải cái clip lên đó, thì ông bà Mạnh Thường Quân thương gọi điện liên hệ qua coi cái cách nào để giúp cho chú và bé trong cái lúc mà khó khăn á. Ngày hôm nay thì cô có đi làm đi lụm ve chai rồi đi thu mua gì không cô? Dạ có, mới về chứ ơi. Còn cảnh mình khổ mà phải mình đi làm chứ mới đi về đó. Dạ. Mới đi về luôn. Dạ. Hồi nãy con nghe là cô té hả? Té hả, cô quẹo. Té ở đâu? Chỗ này cô quẹo ở chỗ Thi Gòn. Ờ, khúc Cà Đằng á hả? Con thấy cái đường đi vào trơn quá. Trơn. Rồi tình hình này, sức khỏe cô chú rồi cũng bình thường hả? Bệnh hoài chú ơi. Bệnh hả cô? Bệnh hoài. Nhất cái đầu hồi trong hôm giờ mấy ngày nay nhất cái đầu nó bệnh, nó muốn sốt. Có ngủ nghe rồi được không? Không ngủ được. Nó nhức rồi, nó đau rồi, ngủ không được rồi đâu, cũng ráng đi làm chú ơi. Dạ. Ôi làm có mình anh bé với ổng làm đâu có sống nổi. Làm giờ kệ mình đi lụm đi kiếm được ngàn ngà nào thì đỡ thằng đấy. Ở trong cái lúc này thì con thấy là trời mưa ha. Dạ. Hổm ngày là con đã nhận được tiền rồi. Dạ. Con định xuống nhưng mà mưa quá xuống không được. Dạ. Mưa nguyên ngày luôn. Dạ. Tối cũng mưa nữa. Mùa sáng đêm. Ngày hôm nay con thấy trời cũng chưa có hẳn là nắng lắm đâu. Dạ. Trời cũng vui vui thôi, nhưng mà con gán tranh thủ sớm để gặp gia đình. Dạ. Cũng như là mua những cái phần quà, những cái tình thương để gửi đến cho gia đình. Nói chung là cô rất là chu đáo luôn, cô. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Mua đồ cô thấy không, quá trời luôn. Dạ. Mừng lắm chú ơi. Dạ. Có chị nè, mấy chú mấy cậu Hoàng Quân cho vậy là quá trời mừng luôn. Mừng không còn gì mà kể tới chú ơi, mừng dữ lắm luôn. Dạ. Để nào bây giờ mà mừng mà khóc thì cũng phải nói cho nó mừng dữ lắm luôn. Dạ. Nào đừng có khóc, người ta nói khóc hoài luôn á. Đừng có khóc ha. Cháu đó. Mừng chú ơi, mừng dữ lắm, đặng cho hai bé nó sống được ngày nào thì đỡ ngày nấy, cho nó đỡ cái đời cuộc. Dạ. Sống của nó. Cho đỡ một mình, phần nào đó. Phần nào. Mình thì không lo được cháu cho con thì mừng Quân lo được thì cũng rất mừng luôn, mừng dữ lắm luôn á. Đặc hổm là con nghe nói là bé Ý nè ước thích ăn cái gì?
Để cái gì nói đi, nói chú nghe. Là cầu riêng với cô biển. Ừ, cầu riêng với cô biển. Hồi đó giờ là chưa từng ăn đúng không? Dạ. Đó, ngày hôm nay thì cũng như là chú thực hiện cái ước mơ là à, cho con ăn thử sầu riêng cô biển là như thế nào. À, bây giờ là thôi bây giờ mình làm luôn đi ha cô. Đó, đến đây rồi, đến tận nhà của cô chú ở đây rồi, nhưng mà trong nhà nó hẹp quá. Dạ. Phải đồ đạc để ở ngoài này nè. Dạ. Bây giờ là cùng với con lấy đồ ra xem thử ha. Nãy giờ con với chú cũng đi mua là chú với bé biết rồi, nhưng mà cô chưa có biết. Giờ là Tú lấy đồ phụ để lên bàn giúp ha. Dạ đi con mua ăn rồi nội nội thách ra cho con đây. Cho chú lại. Ờ. Cô rất là chu đáo luôn, cô kêu là mua thịt nè, rồi mua trứng để mình thịt kho trứng. Dạ. Rồi thiết yếu đồ dùng ở trong bếp á. Dạ. Nói chung là mua là đầy đủ hết luôn á, không có thiếu cái gì luôn. Trời. Cái trái bơ sao bể hết trơn rồi. Dạ con bơ. Ờ quá trời mừng luôn, cái này là quá. Quá chu đáo, quá trời mừng luôn. Mừng nghe cô. Mừng lắm chú ơi. Riêng của em nè. Quá trời mừng chú ơi, mừng chú lắm luôn á. Không biết cái gì mà kẻ tới vậy thôi, mừng chú lắm luôn. Thú cái trái sầu riêng mà nó ấy đâu để nha. Ờ thử coi. Cho con bé thử coi nó ngon như thế nào. Nãy là con thấy là nguyên một cái xe sầu riêng chín cây luôn. Dạ. Con cũng ghé lại con coi cây. Cái này chút đi, cái này nhỏ. Ừ. Có trái nhỏ là chín mùi luôn á. Cái này là hình như là ô cái này nó gần nứt. Cái nào là nứt ta? Thơm thấy ghê ha. Con ngồi đàng hoàng nó sẽ cho con ăn nè. Rồi ổng chạy về ổng không ăn. Sao vậy chú? Ổng biết ăn. Tao lên đi ghế. Cô tách được không? Nè mẹ cái này nứt nè chú. À Tú cầm cho anh em tách cho con. Kiếm nổi hả chú? Ông biết ăn. Ông không biết ăn hả? Dạ không. Từ nhỏ tới lớn không có ăn sầu riêng. Giờ đây mua sầu riêng cái này không có muốn. Ở trong á, trẻ ở trong nữa. Hết rồi. Bên trong nữa. Hết rồi. Bây giờ mình trẻ, trẻ nhỏ mình thử thôi cho cho thầy bé thử. Thầy bé ăn đó. Sao? Con ăn đi. Ăn đi mau. Thì cái dưới đây. Cái nhà. Rồi, nó chú ăn không được hả? Bà con ăn không được hả? Cô thử ăn cô. Nói chung là mấy cái trái này chín rồi đó nha cô. À. Cái cho con ngon không? Cho mấy đứa ăn. Cái trái là cho bé ăn được kìa. Ừ. Tay. Ăn thử coi nó chín hay không. Tôi à, trái cho hai bé ăn được kìa. Chừa cho hai bé ăn đi. Quá trời độ, bữa nay con cũng mừng cho gia đình luôn. Nó mừng cái lắm chú ơi, không gì mà kể số tới mừng cái lắm luôn. Cái này mấy cái cây trời. Thì đòn con. Cái trời gì bự quá trời bự luôn. Thì đòn. Mẹ ơi, em chơi em ba, em chơi mặt. Mẹ ơi, giúp cho con, chùi cho con. Đầy đủ hết trơn luôn. Này là lạc xưởng nè ha. Kẹo nè, kẹo này cho con nè. Thì vừa. Ông cái gì mà người cái bằng dữ lắm luôn. Cô cái thằng cua nè. Dạ. Cô đem vô luộc cho mấy đứa cho gia đình ăn luôn ha. Dạ. Để thôi nó chết là hết ngon á. Chiều rồi mình luộc mình ăn luôn đi, để qua ngày sau là nó chết là thịt nó mất tiêu chưa à. Ngon không? Nói chú nghe ngon không? Dạ nói chú nghe kìa. Dạ. Cảm ơn chú đàng hoàng. Nói đi. Cảm ơn chú. Ông bà Mạnh Thường Quân. Cảm ơn ông bà Hồng Quân. Cảm ơn ông bà Mạnh Thường Quân. Cho con ăn được cái trời riêng. Nói. Mà bút cũng cho con ăn nữa đó. Nói. Chưa xong hả? Chưa xong. Chưa xong hả? Bà nội mày. Chữ quà luôn á. Chào con gái. Dạ. Hồi đó giờ thèm sầu riêng, thèm cua biển. Kêu ba đi con. Ổng ổng kêu mày làm con, ổng nó làm con đi. Mời ba đi làm con nuôi của chú luôn, chịu không?
khoái liền phải. Thấy nó vui mình cũng vui á cô. Trời ơi, mà nói chứ thấy con thèm mà mình không có tiền mua chú thấy thôi chứ mình đau lắm, thì nó đau dữ lắm luôn. Đau chứ lắm. Dạ. Nói chú rơi nước mắt luôn rồi chú. Thì cũng nói cũng vậy á, tôi nghe nói được rồi rơi nước mắt chú thấy không? Không có lo được cho nó. Mình khó, mình không có lo được cái con mà được cái gì mà được lo được chị là mình ghế này nè chú, ngồi đây nè chú, mình không phải mình tưởng tượng tới. Tôi vẽ đắng đây con, tôi vẽ đó rồi cái gỗ mẹ ta cũng đi nữa, chạy đi hết rồi, chạy hết rồi đó chú ơi. Không ăn được sầu riêng hả? Không, tôi bay mùi đó hồi là tôi nằm tại quẹt luôn, không quen ha, không quen. Cái mùi nó rất là thơm, còn nhiều người ta nói cái mùi nó rất là hôi mà mình không cảm thấy không. Như bà chị dưới đó nó sầu riêng nó hôi mùi cũng như cái cà sát vậy. Bác có không ạ? À? Mà đồ của bé nhiều không chú? Đồ của bé thiệu à, đồ mặt á. Đồ mặt á? Hết hả? Đồ của bé là Mạnh Thường Quân cho không à. Quân không cho được mấy bộ đồ đó. Là Mạnh Thường Quân là ai, có đến quay rồi hả? Không có, như là cái ông ở nước ngoài đó, ông mua ông gửi qua cho nó đó. Mấy ông ở chợ mà ông mua chợ gặp đó. Mấy ông cho bố 4-5 bộ đó. Như chợ nãy đó, tôi dẫn tôi đi đó. Ông ơi, qua đây tôi gặp vậy cái bộ đồ ta mua vô, nó cho. Tại vì gấp quá con cũng mua đồ tạm thời vậy thôi, nhưng mà không có đi vào để mà lựa đồ cho bé rồi được cái thời gian đó. Gấp quá. Đồ thì ta cho. Ta cho bạn. Ta cho bạn cũng đủ được rồi. Dạ. Nó cũng ngàn lớn, nó còn ngàn lớn nữa. Như mấy ông gặp. Sao lại cho chú hỏi cho chút. Đứng đây nè, quay mặt ha. Rồi dụi mắt rồi muốn khóc vậy trời. Muốn khóc gì. Muốn khóc hả? Con trong nhà đừng mấy bộ đồ. Ông lại bỏ thuốc vô nhà con. Năm bộ đồ. Năm bộ. Bộ đồ đi bán ra nhà thì đồ xài nhà. Đồ đi làm không á, có đồ đi chơi không? Ông mà khóc và con không chịu luôn á. Không cho khóc ha. Không cho Út khóc đâu nha. Mẹ ơi, bộ vô mắt con. Mẹ lại nha. Nha. Chú hồi nãy chú nói là đó giờ chưa bao giờ mua đồ cái này kia nọ tới 700-800 ngàn hả? Đúng rồi. Không có dám mua chú ơi. Không dám mua, không có tiền, không dám mua. Là ép bụng mà mua cho con nó ăn é hay cái 700-800 ngàn cũng dám mua đâu. Không có tiền, không có cái giá trị đó đâu cậu ơi. À. Cuộc sống khó khăn là vì khi cái vật chất á, đồ đạc cái này kia nó cao quá rồi mình không mua nổi. Tôi đi bán mà cứ thấy nó bán số cái giờ này đó, con vậy đó. Có ăn ốc không? Không. Con tưởng là mày ăn có ốc nè. Đi đòn bây giờ. Giả xí sao ăn? Đi bán lời ốc này ốc giả xí sao ăn tốt? Đừng trăm tờ được cái 100 ngàn này chú. 100 tờ 100 ngàn mà lỡ mà mình mua 1 ký nào đó, 1 ký thịt thôi. Dạ. Nó đã được 100 ngàn thì nguyên một ngày đó mình làm mình chỉ mua được 1 ký thịt thôi. 1 ký thịt thôi cũng không có lấy. Mà mình xay sở ra mua thịt rồi còn xay qua mình mua gạo ăn đó. Rồi nhầm ngừ thì cho gạo nhầm ngừ thì ta không có ấy. Mình không mua. Mua mình sống. Làm lại lên quá chắc. Cô ngồi chế chú đi, con sẵn tiện đây rồi con cũng gửi cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho tôi với chú luôn. Quan tâm đến gia đình của mình cũng muốn mua đồ mua đạc ở trong nhà. Ví dụ như con trao tiền cho cô đi, mà nhiều khi mà cô không có đi đến cái nơi mà để mà mua đồ cái này kia cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cũng tội nghiệp. Hay thay vì bây giờ là cùng với chú với bé là đi vô mua những cái đồ này ở nhà mình sử dụng, mình xài luôn. Dạ. Thì ra chú mua vậy là mừng rồi. Chú đưa tiền cô cũng phải cô đi mua thôi. Mà dạ, cô chú mua vậy thì quá chào mừng luôn, không còn gì tưởng tượng tới. Mẹ ơi,
Rồi thì bây giờ con cũng gửi cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình luôn ha. Dạ, xin cảm ơn cô mà nhà tài trợ cho tôi rất cảm ơn nhiều. Mạnh Thường Quân là cô Mỹ Ly ở bên Mỹ. Dạ, cảm ơn cô Mỹ Ly. Gửi qua một cái số tiền. Dạ, cảm ơn cô nhiều cô ơi. À, nè cô, đây là cái phiếu mà đi mua tạp hóa hồi nãy là mua cái phiếu mỹ phẩm. Còn đây là cái phiếu mà con cộng tiền lại nè. Sau khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh của cô với chú á, lên thì có một người cô ở bên Mỹ, đó là cô Mỹ Ly ở bên Mỹ, thì cũng gửi về Việt Nam một số tiền gửi cho gia đình, đó là 200 đô la Mỹ, đổi ra được là 5.104.000. Thì cô cũng nhờ con là đi mua thiết yếu mỹ phẩm ở trong gia đình, với lại mua sầu riêng với lại cua biển, cái món mà bé thích á. Thì sầu riêng là con mua là 3 trái 260.000, còn cua biển là mua cua biển là 250.000, còn đồ tạp hóa là mua là 753.000, rồi thịt heo là 220.000, trứng là 60.000, với lại hồi nãy gửi 50.000 tiền xe ông Đa ôm chở chú đi đó. Tổng cộng là 1.593.000. 200 đô la con đổi ra là 5.104.000, trừ ra là còn lại là 3.511.000. Con cũng xin phép gửi cho cô với chú ở đây ha. Cảm ơn cô Cẩm Ly ở chợ bên nước Mỹ nha. Cảm ơn cô nhiều cô ơi, cô hoàn cảnh. Cảm ơn cô Bí Ly ơi, giờ hoàn cảnh em thì khó khăn vậy, chị cho em vậy em rất mừng chị ơi. Còn lại là 3.511.000. Để con kiếm con gửi cho cô. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000. 2.000 ha. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000. 3.000. 100 200 300 400 500 511.000. Ở đây là cái số tiền còn lại con gửi cho gia đình. Cảm ơn cậu trước. Cảm ơn chú. Là cảm ơn của thầy cha nhà tài trợ của Cẩm Ly. Dạ, cô Mỹ Ly. Cảm ơn cô Mỹ Ly. Cô thì cũng nói chung là ở bên nước ngoài á. Cô thì thấy được cái hoàn cảnh của mình khó khăn. Cho gia đình một cái phần nào đó, thấy cô với chú rồi đó, giờ cái cuộc sống cực khổ á, nuôi hai bé nhỏ nữa nè, cô thì đi mua ghe chai là phải dẫn theo đứa bé nhỏ như vậy đó, đi bỏ nhà đâu có ai giữ đâu, đi theo hỏi em sao đó, trời mưa thì lấy áo mưa chùm cho nó, ra mưa theo đó rồi chùm cho nó. Rồi khi thì người ta thương, người ta cho cái dù, người ta xài rồi, ta cho che cho cái đó, cũng đỡ. Dạ. Có dù hả? Có cái dù cũ người ta cho đó. Trên thời là mưa là ướt hết luôn. Mưa ướt hết trơn đó. Mình kệ mình lớn không sao, mình ướt không sao, bé nó làm tội nghiệp đó. Chia tiền cho mẹ đó đi con, để gió bay. Bữa nay là đã luôn nè ha. Ước mơ cũng như ăn cua biển, ăn sầu riêng là có hết rồi. Tay đang hoàng, đang đang cảm ơn. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Chú lặn lội đường xa, chú về đây chú cho con. Mừng ha. Rồi thôi bây giờ đồ đạc quá trời luôn nè. Giờ cùng con cùng với gia đình đem đồ vào nhà ha. Để làm đồ ăn đi. Giờ này chú đói bụng chưa chú? Đây chị đem vô được á, cô đem vô được rồi. Đói bụng chưa? Không, cũng đâu có gấp gì đâu. Dạ. Trời mưa cái nó chơi mới đậu té tao này. Dạ dạ không sao đâu. Giờ đem đồ vô ha, Tú phụ đem vô.
cho cô với chú đi. Ôi ơi, trong nhà tối với đó cô. Bắt con đèn lên đi. Quá trời đồ đạc luôn. Dạ. Con dâu của cô á hả? Con dâu. Con dâu Phật. Bệnh mà không có tiền lo, bây giờ bỏ lại đứa con gái ở đây. Người chỗ mà mình nấu nướng ở đâu vậy con? Mình nói chứ, mình nói. Coi chừng kìa. Ba cái trứng nó bể á nha. Thịt đó cô lấy cô làm đi. Cô lấy làm đồ ăn cho chú đi. Ừ. Rồi cho biết chỗ của con nấu ở chỗ nào đâu. Mấy chó bỏ vô lồng hết rồi hả? Trời đất ơi, cái bếp quá trời cái bếp. Cái gì vậy? Sao ướt nhẹp hết rồi? Chắc mưa quá. Cái gì mà tới 4 con vậy đó hả? 4 con tao mới cho đó chú. Bé nó ham quá, rồi xin em về cho nó. Trời đất ơi. Bữa nay ăn cái gì vậy? Ăn cơm với gì? Người lỡ chú với bé gái này về rồi ăn cơm với gì cô? Ăn mì. Nó mì có thùng mì ta cho hôm qua. Cái này quá trời cái bếp rồi. Chậm lo củi không bởi vì nó cho bụi rồi nó quá trời luôn. Bột ngọt nước mắm của con còn nhiêu đó hả? Còn có nhiêu đó rồi chứ. Mỗi bữa nấu rồi có thiếu không? Có thiếu đồ dùng không? Có. Chỉ có dục ăn. Ủa, chắc em hát sữa rồi. Đồ ăn thì nhiều. Rồi độ treo ở đây gì rồi mưa nó tạt không? Dạ không, tự nhiên. Con thấy là mưa nó giọt quá cô ơi. Phải cái này che ra được một ít nữa thì mình làm ở nhà sau được rồi. Làm được mà gạt cái mình không có tiền hả chú? Khô là mấy cái dẹp ơi. Mấy cái gì, cái dao, cái này đồ sắc thịt của mình đó hả? Ở cái này nó có bán không, nó có đứt thịt không, không biết nữa. Liết thì ra đứt. Mẹ ơi, cho con xin một cái trứng con chiên nha. Lấy trứng này, lấy trứng chiên ăn cơm đi con. Rồi chờ chú coi coi con làm sao đâu. Rồi đó. Ai trứng lấy ra một trứng thôi con, đi nó gớt hết á. Con xé ra là nó gớt hết á. Chú tội nghiệp cả nhà, chú không có thấy đường mà chú đi bán về, chú cứ ngồi ngoài gốc cây ngoài đó đó. Về là chắc là cô có giỏng không? Kêu ông vô ngồi đi. Trời giỏi kìa, bé giỏi quá vậy. Đi qua nó coi chừng ông trúng nha. Dẫn ông đi vào để nằm võng để ông trời mệt. Tội nghiệp chưa cả nhà. Ở đây có thêm cái lọc chó nữa nè.
Hôm nay con định làm gì với con? Chiên ăn cơm hả? Nấu cơm chưa? Không, còn một buổi còn. Cơm hay nấu cơm điện hả con? Cơm điện. Cơm điện người ta cho cơm điện. Cuộc sống rất là vất vả luôn cả nhà. Cái này mưa là không có còn chỗ nào mà khô nổi đâu. Cái này đáng lý ra đồ mình treo vào nhà bớt cái cô để nó con ỉ hả? Con ỉ ỉ. À cô đợi cho khô ha. Cho khô. Dạ. Ba ý này cũng giỏi nè. Không biết nè, sao con dính vậy? Ăn hai dính đi. Đó không? Lâu lâu ăn lần cho đã đi. Bạn cậu quá. Chút xíu luôn này. Cái gì? Cái tay chị dính. Mấy chó nó đau bụng hay gì đó cô ơi. Trời ơi, la hoài luôn á. Rồi, ở trời nắng. Rồi ăn kiêng nắng. Mình có nước sạch chưa cô? Chưa, hết nước sông thầy đó rồi. Xài nước dưới sông luôn. Xài dưới sông. Mỗi lần đồ đạc mình đem ra sông mình rửa. Xuống sông rửa. Rồi rồi. Ở đây đóng được cây nước còn khỏe quá ha. Mấy chú đi vô thấy sắp nước cực quá, nó đi xuống cho cái mô tư cũ người ta xài rồi đó. Dạ. Đã cho mình bơm lên mình xài. Đây. Ông nội rất là dẫn mình lại lên dẫn mình mà không chịu ngồi. Ông nội á đi xuống á. Chị sắp chín rồi nè. Nóng quá mẹ ơi. À, nước là mình bơm lên đây hả cô? Bơm để trong lưu. Đậu đạt chén bát rồi mình để ngoài này luôn. Không có cái sàn nước luôn. Được không có nói có nuôi vịt nữa hay? Người đâu rồi? Bữa nay sao chú không thấy con nào chứ vậy? Nhốt rồi chú. Nhốt rồi hả? Dạ. Để mấy con gà nó đi ra, nó rỉu quá à. Ừ. Mấy con gà. Chén bát là để đây. Dạ. Trời đất ơi. Cuộc sống gì đâu mà thấy nó khó khăn, nó vất vả. Rồi cái này cái gì đây mà sao mà... Lá mè là gì để làm gì đây? Lá mè để nấu nước tắm. Ai tắm cô? Cô với bé. Bị cái gì? Có bị ngứa. Đây rồi. Thơm quá đi. Thôi để cho chú xem coi. Rồi ngon lành. Vô ăn cơm ha. Còn ăn cơm đi, bới cơm cho cha ăn đi. Cái bụng chưa chú ơi? Chưa con tóc mặt gì đâu quá trời. Chơi sầu riêng coi chừng. Coi chừng trái đó nó chín mùi rồi đó. Má cho nó sẵn luôn nè. Cắt thằng sầu riêng lông tay đó nha. Ê. Ngon. Cay nhưng mà hơi cay. Hơi cay. Không biết em ăn được không? Chắc không dám ăn đâu. Cay. Thích ăn cay lắm mà. Ừ. Có ớt á. Bé ăn cay lắm. Hồi nhỏ không ăn cay lắm hả ăn cay. Ủa ăn không gà. Cay hả? Ăn hết cái lớp ớt nữa rồi cay là phải rồi.
Kiếm nước uống. Trời ơi cô sắc thịt cơ kìa. Cô sắc ở ngoài lộ luôn. Mừng quá rồi, sắc thịt kho cho con nha. Dạ làm đi để thôi, mình không có tủ lạnh nên mình để là nó hư cô. Mừng quá mà giờ có thịt rồi có cho mừng tôi kho cho con ha. Dạ. Hồi luộc trứng lên rồi kho thịt thả vô. Thịt kho rượu là rất là ngon. Cô kêu mua thịt mua thà rồi cho chú với gia đình đồ ăn, cho bé đồ ăn. Có thịt đùi với thịt thịt ấy đó mà cô bán bằng giá luôn. Thịt ba gọi. Chắc một con cha không? Có cay không con? Ốc không cay mà con không thấy cay. Sorry mà chân ớt cho này rồi. Quá. Cái dao này thấy bén chứ cái dao kia thấy lục quá. Ớt hết người hết người lắm luôn. Con mới mốt ngoan nha. Ừ, đừng có lì, ngoan thì ông bà thương. Còn lì quá là không ai thương luôn. Ngon nha, thịt đỏ ao à. Hồi nãy đi lựa thịt tươi mà. Gờ vô miếng thịt nó mềm á là thịt tươi đó con. Mà thịt cứng cứng là nó bị nó nguội. Hồi nãy nó chở chú ghé hồi nãy. Ừ, ghé đầu quá à, thịt không ngon. Con hỏi thịt mày hơi mềm. Biết mềm luôn. Giỏi vậy. Có thao không? Có thao không? Muốn nước rửa. Ủa còn cục mỡ nữa kìa. Cái này mình có nhúng nước sôi là không con hay là mình rửa muối thôi? Dạ. Nãy con cục mỡ cho lâu ăn rồi không nãy. Được. Ông ba cho này là có. Hai đem cho lâu ăn nha. Có đồ ăn cơm, đồ ăn ngon này. Cô đi sáng cô mấy giờ cô đi? Cô 5 giờ cô đi vậy. Đi dù lượm về dài. Rồi tới mấy giờ cô mới về? À, khi thì về sớm, khi về trễ, khi thì 1-2 giờ chiều mới về tới nhà. Dạ. Bữa nào có đồ thì mình về sớm chút. Có 1-2 giờ mình về. Rồi về là cô nấu ăn, nấu đồ ăn cơm. Dạ. Thường thường là chú mấy giờ mới về con? Không có khi tới chiều mới về tới nhà. Dạ. Rồi khi giống bữa nào mà gặp mối thì người ta mua hết sớm thì về sớm. Dạ. Ở nãy ơi, ai làm cái gì với muối vậy nãy? Có muối. Ốc muối vô với nước hả? Đã làm dễ hơn quá. Ở đây cuộc sống mình vất vả là không có nước sạch đâu ha. Không nước sạch. Dạ. Đổ cái heo ra. Cô sử dụng ở dưới sông này mà con thấy cái mé sông này không có được sạch. Ừ, dơ quá, về cái mình lóng rồi, thì sao này. Hồi xưa rồi mình cũng xài dưới sông bình thường nhưng mà thời gian sau này á lại người ta ít có xài dưới sông á là người ta dục những cái bịch gác đồ này kia nó nhiều quá. Nè con thấy nè. Gác nó tấp vào đây quá trời luôn. Ủa rồi nước uống là mình chín nấu chín rồi uống hả cô? Trời đất ơi. Bé này sáng thì bán nhà ai chở luôn. Thì bé này cùng với cha là lội bộ từ ra ngoài bán về vậy ra tới ngoài luôn. Lội ra tới ngoài cũng 2-3 cây số à. Mé sông quá trời luôn, quá trời là gác luôn. Là cái lu nước của mình uống đâu cô? Ủa lu nước mình xách nước rồi mình nấu nước rồi mình uống à. Sao mình không lóng một thời gian nó trong lại mình uống.
đây nấu nước rồi mình uống không à, nấu nước rồi bắt đầu mình lóng ở đây nè. Vậy là cô không có lu hay là sao? Có lu hai cái này à. Mình có hai cái này. Mình lóng phèn một thời gian cả chừng 5-10 bữa, 20-30 bữa gì đó nó trong lại mình nấu mình uống. Chứ mà cô nấu nước đục ngầu này uống chắc tiêu luôn quá. Cô nấu chị rồi đầu lóng bắt đầu uống lóng rồi xài. Cái này cô có lóng phèn chưa? Chưa, nãy giờ cô chưa có lóng. Cô mới về thách nước rồi ký điện về đó. Cô mới thích rồi đó. Cái này con thấy cô làm tạm bợ không, không có cái gì mà chắc chắn là. Cái này được chán được nó cũng sạch sẽ. Chờ quá chị Thảo vậy. Có tiền thì làm, ngập không có tiền. Dạ. Té luôn, té được quần áo luôn rồi. Tạm bợ về không có tiền. Con để ý con mới thấy đồ đạc kìa, đồ để đó nè. Đồ cho một cặp luôn. Rồi chưa xả. Té giờ dập rồi chưa xả. Tới rồi về sắp đồ nước rồi đó trời. Dạ. Mấy đồng nước rồi xả rồi. Chưa kịp ha. Làm chưa kịp. Vô điện là mình tự câu hay là câu đuôi của ai không cô? Mình tự ra nhà nước câu cho mình luôn á chú. Là tự ngoài lộ ngoài câu vô đây là chỉ có một hộ gia đình của cô thôi. Dạ. Như bên biển. Ngoài đừng ướt áo. Ở trên cũng được mà đâu có cần sâu đâu. Gà cho nó đụng lu á con. Gà cho nó đụng lu á. Lấy cái cục phèn để chú chỉ. Chú chỉ à. Nè, mình lấy cục phèn mình gà nè. Cho nó gà cái nước này, làm cho cái nước nó trong lại. Cái gì vậy? Ốc trong nó làm thử đi. Phèn đó con, phèn chua. Rồi ướt áo luôn. Út vẫn chơi với con cái gì vậy? Rồi, bé này cũng ướt luôn. Ướt chứ. Sao mấy con ốc cái chứ buồn như đây hoài vậy trời. Lóng ở trong cái xô luôn nè con. Dạ. Lóng nước ở trong cái xô luôn nè. Ờ, nước sông mà quá đục luôn. Giờ con bình thường con tắm chỗ nào? Tắm múc nước này lên là tắm. Múc bình thường là con múc chỗ nào? Múc ở đây luôn. Dẹt rác ra múc hả? Rồi được rồi con, lóng ở trong cái xô rồi đi. Giờ anh bắt nước sôi luộc trứng rồi con. Dạ. Yeah. Thì mình không có dĩ có gì hết. Rồi đem sẵn rồi để lên mình nấu luôn. Ao, cái chút nhỏ chút. Này cái phục này là thích nhất này, tự nhiên bắt tiền ăn luôn. Cái này thật trăm đi. Đó là lòm ha. Để cho mẹ nấu đi con, thì nó lấy. Tinh của tay tới chị tỷ. Con cảm ơn chú Mạnh Hùng con đã giúp con. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Chú thì chú thì nhịp cầu nối để kết nối với Mạnh Thường Quân, chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì cái hoàn cảnh của con, gia đình của con thì rất là đáng để Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ. Trời ơi, bé gái. Thường kêu bằng gì hả? Cô.
mới mới lớn là làm cô rồi đó. Chú ơi, bữa nay sao không nói gì hết vậy chú? Bây giờ xin cảm ơn mà cô Việt Kiều Mỹ, rồi cảm ơn cậu trước. Dạ. Cậu đã cho từ xa và tới đây giúp đỡ cho gia đình tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Thì đợt hổm con cũng định ghé lại mua 5 tờ giấy phép số. Con đã mua xong rồi, con khi mà con thấy được chú lại không thấy đường, bé thì quá nhỏ, con cũng không biết là cách nào nữa. Để con ở lại, con quay lên con chia sẻ một cái clip để mong là được kết nối với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho gia đình đó. Thì cũng rất là hữu duyên luôn khi mà có Mạnh Thường Quân theo dõi rồi giúp đỡ cho gia đình. Thì đợt hổm thì con cũng có đến rồi, con hỗ trợ cho gia đình một lần rồi. Đợt này là đợt thứ ba gửi cái số tiền của Mạnh Thường Quân đến cho gia đình. Bên cạnh đó thì mua rất là nhiều đồ luôn, và mua cua biển, mua sầu riêng, những cái món mà bé thích, con thích ăn. Như là ông bà thấy con vất vả, còn nhỏ mà biết thương cha mẹ, mà chú ở đây thì bị mù nữa, từ nhỏ đến lớn luôn. Cuộc sống nói chung là của gia đình nó rất là khó khăn. Chính vì vậy mà Mạnh Thường Quân thương, gửi những cái tình thương cho gia đình. Bây giờ là mẹ đang nấu ăn ở dưới ha. Nấu là nấu cái gì? Dạ, thịt kho. Thịt kho gì? Thịt kho vịt. Ờ, mẹ nấu thịt kho vịt. Chút xíu chín là gia đình ăn nha. Rất là mong con đăng tải cái đoạn video này lên thì được những sự tình thương của Mạnh Thường Quân. Con cũng rất là mong mà Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho gia đình mình một phần nào đó để lo cho, cũng như là hỗ trợ cho gia đình một phần nào đó. Thì con cũng rất là cảm ơn đến Mạnh Thường Quân rất là nhiều ha. Cặp bên nhà con là có ngôi miếu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là con cùng với chú đi vào thắp hương cho bà ha. Dạ. Rồi. Qua đây thắp hương cho bà cái cô. Nhiều sức khỏe, làm ăn thì được vạn sự như ý ha. Yeah.